Rồi, xin được kính thưa quý vị các bạn nha. Hôm nay chúng ta có một cái chủ đề mà liên quan tới cái máy giặt. Đây, hiện tại trong kho mình đang quay video trong kho, vừa mới dọn cửa hàng cho nó gọn gàng lại thì có một số hình ảnh đây. Thì có một cái máy nó cũng liên quan đến vấn đề mà cái phao máy giặt, thì mình muốn làm cái video để chia sẻ quý vị về cái phao nó hoạt động như thế nào, rồi cái cách mình thử nghiệm nó làm sao sau khi mình thay thế. Ở đây mình không khuyến cáo là các bạn thay những cái loại phao cũ nha. Tại vì thị trường bên ngoài bây giờ những cái phao này nó cũng không có mắc mỏ gì đâu, đầy ở bên ngoài thị trường, đặc biệt là những cửa hàng vật tư điện lạnh đó, họ bán rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thay làm sao cho nó đúng, thứ hai là chúng ta sau khi thay rồi á thì mình có những cái hành động thử nghiệm như thế nào để mình biết rằng là cái phao này đi chính xác hay không. Ở đây cái inverter Toshiba ha, ở đây cái máy này bày bán nhưng mà mình vô kho rồi, cho nó luôn trong kho để nó lâu quá nó bị ố. Ở đây là cái loại máy thông thường 7,2 của Toshiba luôn, mình để trong kho đây. Kho đây thì chứa những cái linh kiện mình phải phân biệt ra đây, bo mạch của cái máy lạnh mình để phải lưu trữ đây nè. Đây là cái phao của thằng Bana sáp chứ, sáp đời mới, nó rất là nhỏ ha. Rồi sáng đây mình sẽ làm cái video này để chia sẻ quý vị đây. Các bạn nhìn thấy đây nè, ở đây là một cái đống phao luôn, từ cái phao máy Daewoo Trung Quốc cho đến những cái phao mà của thằng LG, Samsung, rồi Inverter, rồi kể cả là loại thông thường đều có hết tất cả. Sẽ đưa nó dục ở đây. À, cuộn coi của đại kình. Thì các bạn biết á, mình kỹ tới mức độ mình làm á, là mình phân phân cái phao á, mỗi một cái phao như vậy á, là một cái thùng riêng, cái hiệu đó riêng. Ví dụ đây là phao của Sanyo, phải không? Phao là phao của Sanyo thì chúng ta chỉ sử dụng là những cái máy dành cho Sanyo. Và khi mà thay như vậy á, các bạn cứ mình phải để ý, hoặc là khi mình ra ngoài mình mua đó thì các bạn lưu ý là vậy. Mình mua thì mình phải nói với cái chỗ mà bán cửa hàng vật tư điện lạnh cho mình á, thì mình phải biết được cái máy của mình là loại inverter hay là loại thông thường bao nhiêu ký, thì mình nói rõ cái chi tiết ra thì để cho cái người bán hàng người ta nắm bắt được, người ta bán cái sản phẩm nó đúng như cái loại mình cần. Chứ các bạn hãy tưởng tượng thêm, bây giờ mình lấy cái phao, ví dụ cái phao LG này đi, phao LG này là phao cơ, phao là phao điện tử, nhưng mà cái loại này nè, đây các bạn thấy không, nó ghi chữ nghĩa trên này nè, ghi rất là nhiều chữ đó. Thì trong nghề á thì nó sẽ phân biệt cái loại là loại loại là loại 3 giây thì là phao điện tử, còn có loại 2 giây là phao cơ, rồi có loại mà sử dụng cho cái máy inverter là cái mẫu nó khác nữa, cái hình ảnh nó khác nữa. Vậy cho nên chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng để mà thay thế đúng cái linh kiện, chứ bây giờ mà chúng ta chập chờn hoặc là mình biết mà cái kiểu mà ba mớ á, thì mình học hỏi ở đâu không biết, cứ nghĩ là phao cái nào cũng như cái nấy, nó không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Tại vì các bạn biết có những cái loại phao mà nó xài bằng gọi là phao than, đặc biệt là máy sáp á, rất là kén chọn, rất là khó chịu, mua rồi thay rồi rồi nhiều khi nó còn trục chặt lên trục chặt xuống. Rồi nhiều khi mình đã thay cái phao đó xong rồi á, mình phải kiểm tra là những cái đầu dây nè, bạn biết không, chính bản thân mình còn bị cái dây này nè, khi mà mình thay vô á không, mà thay những cái dây cũ vậy nè thì cái loại nào tốt bền thì không nói, mà khi mà thay mà không kỹ nó có những cái dấu mà dán chuột cắn mình, lỡ lủng nó đi, nó lủng ở chỗ này à, đây mình kiếm những cọng này nó bị lủng, thì các bạn biết không, nó sẽ gây nên cái hiện tượng là bị mất hơi. Mà khi mà bị mất hơi như vậy thì cái máy nó sẽ dẫn tới tình trạng là nước nó bị tràn thùng mà nó không có giặt. Thì các bạn biết khi mà khách hàng của gọi đến á thì bản thân mình người ta có nói ồ sao mà nước nó nhiều quá, nó chứa nó ngập đã cả cái thùng, nó tràn ra ngoài luôn, nó chảy trong nhà luôn mà sao nó không chịu giặt. Thì một trong những cái nguyên nhân mà gây đến cái điều đó đó thì là do cái phao nó bị hư, hoặc là cái trường hợp là cái cọng dây này nè nó bị chuột cắn nha các bạn, nó bị chuột cắn nè, nó bị chuột cắn lủng ở đâu đó mà nó không cần cái lỗ lớn nha quý vị, cái lỗ chỉ cần nhỏ thôi, hoặc là nó cọ trong cái thành máy, ví dụ đi các bạn biết nó cọ đây nè, nó cọ tới cọ lui nè đó, nó cọ tới cọ lui nè, nó cọ gì lâu ngày quá là cái đứt đứt như vậy, bắt đầu nó hở, nó không có kín hơi à, thì gọi là cái phao này gọi là phao hơi mà các bạn, phao điện tử mà, thì chỉ cần nó bị không kín hơi thôi thì chúng ta cũng sẽ dẫn đến tình trạng là không thể nào giặt được, và nó sẽ gây ra hiện tượng là báo lỗi. À, nó sẽ chết, thì tùy theo cái lỗi, những cái người thợ sửa bo người ta sẽ biết là cái lỗi lỗi gì, người ta sẽ hướng dẫn mình hoặc là mình phải đem cái bo mạch lại cho người thợ sửa chữa. Còn nếu mà chúng ta đã biết rồi chúng ta khắc phục luôn, không cần phải đem thầy thợ làm chi thì cho nó mệt nó lằn nhằn nữa, đúng không quý vị? Là mình xếp cái kho này mình rất là nhiều đồ đây nè, các bạn thấy không, một đống luôn này, xanh vô đây, xanh vô ha, xanh vô rồi để vu, cái này là của thằng LG hay Samsung,
Samsung LG này nó xài chung nè. Đây, cái này là Samsung 8kg. Trong đây rất là nhiều, mình để dành nhiều loại Samsung lắm. À quý vị, đây Samsung nè. Đó, còn đây Samsung. Thì các bạn biết mình phải phân loại ra từng một cái hiệu máy luôn. Thì như thế khi mà thay vô á thì nó chạy nó mới bền, nó không có bị sự cố. Còn như một số anh em bên ngoài giống như là cứ nghĩ là giống như là cùng hiệu, cứ mua đại đi, thay vô không hề đơn giản. Không phải vậy đâu. Ví dụ cái đời cái này nè, các bạn biết không, đời này đời sáp mà có cái cách cái kiểu này nè, nó giống như cái thằng của ông Panasonic mà mình không biết, mình thay cái thằng sáp vô ba Panasonic thì nó chạy chất quốc. Tại vì mỗi một cái tần số trong cái bo mạch điện tử nhỏ xíu xíu trong đây nè, nó sẽ cảm biến cái mực nước khác nhau đó, chứ đâu phải là mình muốn thay cái nào cũng là xong, thay cái nào cũng là đúng là gì là chạy liền. Nó không không phải đơn giản như vậy. Đây các bạn biết không, đây cũng là con xanh vô mình đề tơ nè, mình cho các bạn xem. Các bạn thấy hai cái phao này nè, cái này thằng sáp và này xanh vô nè, nó giống nhau không? À, này sáp giống luôn, thì coi này sáp xanh xanh vô, à sáp luôn, sáp sáp, mà hai cái model khác nhau. Cái này là 18H, một cái là 18H nè, còn một cái đây là 15, 14 vậy nè. Đó các bạn, thì sáp này nếu mà chúng ta thay mình phải coi rằng cái chuẩn bị mình thì chuẩn bị thay là nó là cái loại mono hay là cái loại inverter. Inverter thì cái hoạt động mực nước nó khác, còn mono thì hoạt động mực nước đó là hoàn toàn khác nha. Khi mà chúng ta thay vô nó chạy được không, chạy được, nhưng mà tới chương trình thứ hai á, chương trình mà để nước vô mà giặt và xả, chương trình thứ hai bắt đầu nó báo lỗi ha các bạn ha. Rồi một cái điều mà khi mà chúng ta thay chúng ta cũng nên lưu ý như vậy, cái cọng dây này nè, khi chúng ta thay á phải đảm bảo là phải ăn phải chặt như vậy nè, ăn phải sát vô đó, phải sát khít gì mới được nha, chứ mà hở hở là nó lại không có được, nó không có giặt được, bắt đầu nó báo lỗi, mình tưởng là nó bị sự cố hư, mà thì ra chúng ta trong cái lúc mà chúng ta thay thế cái công đoạn mình bị thay á, là nó bị sự cố đấy. Nó phải sát như vậy nè, cứng như vậy luôn, thì khi máy nó hoạt động nó gịch nó giặt, nó giặt luôn, nó sấy á, thì nó rất là dễ tuôn. Vì vậy cho nên á, các bạn thấy cái kẹp này không, nó sẽ giữ lại mình thay cái cọng dây khác. Khi mà mình thay ví dụ như cái nào mà nó lâu ngày quá, các bạn thấy không, nó đen nè, nó ố nè, dán với chuột nó cắn tùm lum nè, thì mình phải kiếm những cái cọng dây cũng phải là tương đối là tin tưởng một cọng dây đó cho nó ngon lành chút xíu. Chứ mà thay những cái cọng dây mà nó xấu xí, nó chai gì, nó cọ, nó bị kẹt, bị rách ở đâu đó, mình thay vô bắt đầu nó bị sự cố. Các bạn nhìn ha, mình phải đẩy sát vô nha. Nếu mà kỹ nữa đó thì chúng ta cho một lớp gọi là keo con chó đó, thấy không, keo con chó mình thoa vô chỗ này, mình thoa góc chỗ này nè, bắt đầu mình đẩy nó vô, thì mình đợi nó khoảng chừng đâu vài phút để cho nó cứng keo lại, bắt đầu là nó sẽ kín hơn, thì lúc đó bắt đầu mình lấy cái kẹp này nè, mình kẹp lại thêm một lần nữa, lấy cái kẹp, mình phải lấy cái kẹp đây, đẩy sát vô, lấy cái kẹp đẩy sát vô là ok đó. Em lấy cái kẹp đây, cái kẹp cắt làm luôn đây, cái kẹp này chỗ này nè, các bạn thấy không, đây mình sẽ đẩy sát vô đây, và phải đảm bảo kín như thế này nha. Và cái đầu còn lại thì cũng vậy luôn, cái đầu còn lại mình kết nối vô trong cái thùng của cái máy giặt, cái nằm ở sau lưng á, thì mình cũng phải đẩy sát vô. Nếu mà mình kỹ mình cũng phải có cái kẹp này, cái kẹp tự nè, đây kẹp này nè, nó rớt nha, ha, thì phải đảm bảo làm sao cái này phải kín nha, kẹp hơi lớn. Đây, nó phải tương đối là phải kín mới được, cứng mới được, à, cái này phải cứng mới được. Chứ nếu mà chúng ta mà khi mà thay vô nó như cái thùng đi, này, các bạn thấy nè, cái chỗ mà đây, bạn thấy chỗ này không? Đây, cái chỗ này nè là cái chỗ gắn ống hơi máy giặt vô nè, nghe được ống hơi. Thì khi đó chúng ta grab vô dây này nè, đó, mình đẩy vô, đẩy cho nó sát vô luôn nha. Đó như thế này, để mình quay video cho các bạn kỹ cho nó dướng tùm lum. À, chỗ này ha, mình ráp vô. Đây là cái thùng bên ngoài, tại vì cái thùng có không thì mình hướng dẫn các bạn làm đi. Cái này nó ống nó hơi nhỏ so với cái này không đúng của nó. Nhưng mà vô khi một khi lấy đã vô thì rất là bót. Mà cứng gì ta? Cái này tại
tại mình ví dụ thôi chứ đúng ra là mình phải sử dụng đúng cái đồ của nó. Cái ống này nó hơi nhỏ nè, còn cái này các bạn cẩn thận nè, nó mà gãy một cái là khi mà chúng ta sự cố là phải đổ keo vô, nó cực lắm. Thì cái này chỉ anh em cơ khí người ta làm nó trơn tru hơn mình, tại vì mình không có ấy. Đây chúng ta phải đẩy sát vô nha quý vị, đẩy sát vô, đẩy càng sát càng tốt, nhưng mà tới cái mí gần đụng mí là chúng ta ngưng. Thì khi mà đẩy vô như vậy rồi á, không bắt đầu như thế này nè, đó nó phải sát vô như vậy nha, sát vô rồi sau đó chúng ta dùng cái kẹp kẹp lại như vậy để cho nó giữ lại đấy. Rồi khi mà cái máy này nằm, cái phao nằm ở trên này nè, đó nó nằm ở trên, khi mà giặt á các bạn biết không, giặt chiếc sấy nó sẽ đập quay lại, thì chúng ta cần phải gia cố cái cọng dây thun này, nó nằm lại, nó lấy cọng dây đai á, dây đai màu trắng á, thì mình sẽ cho nó gia cố nó cứng lại. Nhưng mà chúng ta lúc nào cũng phải cho nó thử dư ra một xíu vậy nè, nó phải thòng thòng hư dư xíu vậy, để khi mà nó giặt nó sẽ lay động vậy nè, thì nó không làm xúc ở đây mà cũng chẳng làm xúc ở đây luôn. Thì khi mà thay thế các bạn hay lưu ý nha, mà để xác định được cái bệnh mà có bị hư phao hay không á, thường thường nếu mà hư phao á là nó sẽ có hiện tượng là, thứ nhất là đối với máy xanh vô như mình biết nha, mình kinh nghiệm mình làm á, là xanh vô nó gặp cái trường hợp là không có vô nước mà máy nó vẫn giặt nha các bạn, không có vô nước mà sao máy nó vẫn giặt, thứ nhất, trường hợp thứ nhất. Cái hiện tượng thứ hai á, là nước vô rất là nhiều, nó nhiều đến mức độ nó tràn ra cái thùng luôn, nó tràn ra ngoài luôn đó, nó tràn nước vô quá trời đó. vô mà tràn ra khỏi cái thùng luôn mà nó vẫn không giặt, thì cái đó là hiện tượng thứ hai. Còn cái hiện tượng thứ ba đó, đối với cái máy mà dường như Toshiba, là nó có cái hiện tượng khi mà chúng ta cảm thấy nó bị giặt hoặc nó sấy mà chỉ có một chiều, nó nghe nè, người ta thường một cái máy hoạt động á thì nó sẽ giặt và xoay trở lại, nghĩa là hai chiều. Còn có những cái trường hợp mà nó chỉ đi một chiều thôi, nó cứ giặt gì không nè, nó cứ đi một chiều và không trả ngược trở lại, thì cái hiện tượng đó cũng là do cái phao này nó gây ra đó. Thì khi mà video này mình muốn các bạn hiểu một điều là khi mà thay phao á, thì chúng ta cần phải đem theo cái mẫu phao cũ, rồi nói với người ta, ví dụ mình lấy cái thông tin ở trên tờ máy giặt đi, thì máy giặt bao nhiêu ký, phao này là sử dụng cho máy mono hay máy invert, thì khi cái người bán người ta cũng sẽ trao đổi với các bạn như vậy để lấy cho nó đúng hàng. Chứ nhiều khi á, cái máy thì inverter mà lấy nhầm cái loại mà thông thường á, thì chạy nó không có được, gắn vô khoảng chừng chút xíu là báo lỗi liền à, thì lúc đó mình lại quan mang, mình không biết lý do là làm sao. Và điều thứ hai mình cần lưu ý các bạn là khi mà thay cái này nè, cái cọng dây thun nè, mình xem nó coi nó còn dẻo không. Có những cọng dây thun nó chai cứng luôn á, để coi mình kiếm đây, rất là cứng. Ba cái đồ Trung Quốc nè, cái này nè, này đồ Trung, này đồ LG luôn mà lâu năm nè, nó cứng ngắc nè, nó có đồ dẻo nè, đây cứng ngắc nè, bẻ kiểu bọt bọt luôn á, nó cứng lắm. Còn đằng này nè các bạn thấy không, nó dẻo đó, mình có thể uống này kia ngon lành luôn. Thì cái đồ của Zin nó tốt chắc nè, cái này cũng dẻo nè, ống này còn dẻo tốt. Còn mà đối với một cái ống mà nó đã cứng rồi thì chúng ta cũng nên thay thế mới đi ha. Thì thay cái đồ mà đồ Zin á thì cái độ dẻo ấy hơn, chứ ở ngoài thị trường nó bán những cái loại ống mà ống trắng trắng á cũng như vậy nè, nhưng mà nó là ống cứng ha. Thì thường thì mình không có dùng ở đó, mình lấy những cái ống thun mà trong máy giặt cũ rã ra đó, mình để dành thì mình thay những cái ống này nè, nó bền còn hơn là cái ống mới nha quý vị, tại vì nó là ống Zin, nó độ thun nó còn nè, nó giãn, nó co giãn tốt nè. Còn những cái ống mà quá lâu năm rồi, nó cứng rồi, nó rất là dễ bị gãy. Và khi mà nó cọ vô trong những cái thùng máy giặt nè, nó cọ lâu ngày, nó cọ tới cọ lui thì nó sẽ bị gây cái hiện tượng là lủng cái này. Và khi lủng cái này bắt đầu nó sẽ bị tràn nước ra, rồi nó báo lỗi tùm lum tùm la các kiểu vậy. Cho nên khi mà thay á thì chúng ta chịu khó thay cái loại mà cũng tốt tốt chút xíu ha quý vị, thì nó mới bền được. Chứ nếu mà thay mà mấy cái đồ giỏm vô nó chạy cũng được, mà chạy 2-3 bữa lại hư rồi, nó có khách hàng lại gọi mình thì lại phiền ha. Mình lại phải phục vụ, vừa mang tiếng là thay đồ không tốt này kia nọ, rồi máy người ta xài không được, người ta trả tiền rồi mà ta bực bội trong người, khó chịu trong người. Ok, thì ngày hôm nay mình làm cái video ngắn để các bạn biết là để thay cái phao nó như thế nào á. Thì các bạn lưu ý nha, mỗi một cái phao, mỗi một cái loại máy nó có một cái phao nhất định cho nó. Chúng ta không thể lấy cái phao của máy hiệu này mà gắn vào cái hiệu kia. Và điều thứ hai là thay phải đúng cái kiểu máy, có nghĩa là máy loại thông thường hay máy inverter. Rồi khi mà thay vậy chúng ta lưu ý cái chuyện mà cái kẹp phải giữ kín hai đầu đó, chứ nếu mà nó lỏng lỏng mà mấy anh em mà thay mà hơi cẩu thả chút xíu là do công việc nhiều quá, áp lực cái đầu gắn đại cho có thì đi về á, thì mình nói thật bữa hai một ngày hai ngày sau nó lại tuột ra, nó bắt đầu báo lỗi. Mà cái hiện tượng báo lỗi á, các bạn biết cái kẹp cộng dây mà tuột á, thường thường là cái thằng mà thằng Samsung á, hiệu Samsung á, là nó hay bị cái hiện tượng mà nó tuột cái cộng dây ra, thực sự nó không hư, cái phao đôi khi nó cũng chẳng hư đâu, mà là do cái cộng dây nó bị tuột ra. Đó, thì chúng ta biết được cái điều đó chúng ta gắn lại thôi, khỏi phải tốn tiền, khỏi phải kêu thầy kêu thợ, cũng như là xong.
Đây rồi, được rồi, là mình chia sẻ các bạn thì cái video mà